Tổng hợp hiệu ứng từ đồ ăn cho nhân vật Play Together. Bạn có thể tận dụng nhiều loại đồ ăn để tạo hiệu ứng đặc biệt cho nhân vật của mình tại Play Together. Đầu tiên, hãy đến chú xúc xích để mua một chiếc bánh mì xúc xích ớt cay. Khi ăn vào, nhân vật của bạn sẽ có làn da đỏ rực, trông rất nóng bỏng. Tiếp theo, nếu bạn muốn hiệu ứng kẹo nổ như những tia sao lấp lánh, hãy đến chị Kem để mua kem nổ ngôi sao. Ở khu nghỉ dưỡng, bạn có thể tự tay nấu ăn tại quầy bếp. Nấu steak thịt bò sẽ giúp nhân vật tăng tốc độ chạy, trong khi steak cá hồi sẽ mang lại khả năng bay cao hơn. Nếu bạn sử dụng lò nướng, hãy thử làm pizza gà tôm để có hiệu ứng nhảy đúp. Hoặc thử bánh muffin choco marshmallow và bánh cà phê latte để nhân vật có hiệu ứng đầu to trông rất đáng yêu đó nha. Với bếp nướng, bạn có thể nấu salad trứng, món này sẽ giúp nhân vật bay cao hơn sau khi ăn. Khi bếp ga, gà xì dầu là món bạn nên chọn để có thể bay lên cao trên bầu trời. Tất cả các loại bếp này có thể được mua tại cửa hàng nội thất. Ngoài ra, có rất nhiều hiệu ứng độc đáo từ các sự kiện theo mùa như cupcake sồi có hiệu ứng bốc khói, bánh trung thu sẽ mang đến ánh sáng như ánh trăng, bánh gạo song pion có hiệu ứng trăng rằm, kẹo jelly bean sẽ làm thay đổi màu da, kẹo Halloween vui vẻ tạo hiệu ứng bí ngô đang nảy ra và tỏa sáng trong màn đêm. Với kẹo gậy, nhân vật sẽ có hiệu ứng ngôi sao với chi tiết Giáng sinh. Cuối cùng là kẹo lễ tình nhân sẽ cho bạn hiệu ứng trái tim và chữ Love You rất đáng yêu để các cặp đôi có thể tỏ tình vào ngày này. Bạn thấy những hiệu ứng này có hữu ích và tuyệt vời không? Hãy để lại ý kiến dưới phần bình luận nhé! Chúc các bạn chơi vui!